Hello, xin chào tất cả mọi người. Thiết bị điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Xin chào tất cả mọi người. Đơn vị mình là chuyên cung cấp camera siêu nhỏ, camera quay lén cũng như camera ngụy trang, các thiết bị định vị nghe nén và phát hiện bắt sống ngoại tình. Thì bạn nào đang quan tâm đến những dòng thiết bị này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Đó, đơn vị mình là có hai cơ sở thứ nhất ở Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Thì bạn nào ở gần hai cơ sở này thì có thể đến bên mình kiểm tra và test hàng, thử hàng trực tiếp nhé. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship hàng toàn quốc cho bạn. Các bạn nhận hàng được kiểm tra và thử hàng xong thanh toán mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình làm video clip này để giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy định vị nghe nén X8, dòng sản phẩm mới nhất của 2021 mà đơn vị mình mới nhập về được. Đó, số lượng có hạn mọi người nhé. Đó, đây mình sẽ mở hộp sản phẩm ra này. Đây thiết bị nhé. Đấy, đằng sau nó còn ghi là X8, hàng của Nhật nhé, Made in Japan này, hàng của Nhật mọi người nhé. Đó, đây là tem của nhà sản xuất. Đây là tem của nhà sản xuất nữa. Đó, đây là tem của thiết bị. Thì mỗi một thiết bị nó sẽ có một cái mã vạch riêng. Đó, sản phẩm nhìn rất là đẹp nhé. Đó, mà sản phẩm này chống nước 100% luôn. Tí nữa mình sẽ thả vào cái cốc nước này để test cái độ chống nước cho các bạn xem. Đó, thiết bị này các bạn gắn vào xe hoặc là gắn vào túi sách, ba lô, hoặc là gắn vào để trong phòng. Nói chung là rất là nhiều chỗ các bạn gắn, tùy mục đích sử dụng của mỗi người thôi. Đó, ở trong hộp thiết bị thì gồm có một cái một dây cắm sạc nữa này. Đấy, dây cắm sạc này dây cắm sạc Samsung nhá. Đấy, để sạc thiết bị thì các bạn bậy lên ra, bật cái nắp cao su ra nhá. Đó, bật nắp cao su ra để các bạn cắm cái chân cắm sạc vào. Đó, cắm chân cắm sạc vào, các bạn đầu kia các bạn cắm vào ổ sạc nó xong mọi người nhá. Mình sẽ bỏ ra một bên này và mình sẽ thả vào ô nước test chống nước cho các bạn luôn. Đó, đây nó là một cái gioăng cao su mọi người nhé, nó chống nước tuyệt đối luôn. Các bạn đi xe, đi trời mưa thoải mái luôn. Đó, mình thả vào ô nước nhé. Đó, đây là một miếng nam châm dài này. Đó, khi rất là hỗ trợ các bạn gắn vào xe nhé. Khi các bạn gắn vào xe thì các bạn chỉ cần dính vào cái mặt sau của chiếc máy định vị, còn đầu này các bạn cho vào sắt của xe, khung xe là được nhé. Nam châm này dính rất là chắc. Đó, và một cái miếng dán 3M. Đó, miếng dán này các bạn gắn lên mà miếng nam châm như này nhé. Đó, gắn lên mặt nhẵn của nam châm này như này. Đó, còn các bạn đầu kia các bạn gắn vào cái định vị X8 là được mọi người nhé. Đó. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh. Đó, đây. Đó, quét mã QR này để đeo ứng dụng cũng được này. Và cách thứ hai, các bạn nào dùng iPhone thì các bạn vào Apple Store này. Bạn nào dùng Samsung thì các bạn vào vào CH Play nhá, tải ứng dụng là Amchip. Đó, bước 3 là đăng nhập này. Đó, nông in này là đây là cái mã vạch trên thiết bị này. Pass là 123456. Đó, nói chung là trong tờ giấy này cũng rất là chi tiết rồi. Đó. Đó. Đó, thì vừa rồi mình đã ngâm cái máy định vị X8 này cũng được khoảng gần 1 phút rồi. Đó, thì sau đây mình sẽ bỏ thiết bị ra, lau đi và lắp sim vào test. Đó, để cho các bạn thấy là chất lượng nó chống nước rất là tốt. Đó, mình lau cho sạch đi nha. Nó sạch đi này. Thiết bị này vẫn, mình sẽ lắp sim vào và test cho các bạn là thiết bị nó vẫn sống như bình thường luôn và không ảnh hưởng gì cả. Đó, mặc dù mình ngâm nước tầm 1 phút rồi nhé.
Thì để sử dụng được cái thiết bị này thì các bạn cần chuẩn bị một cái sim đăng ký mạng mọi người nhé. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn cái sim Viettel đăng ký mạng 3G đây nhé. Đó. Đây. Đó. Các bạn lấy cái khay thứ hai của cái chiếc sim này nhé. Đây. Khay thứ hai. Đó. Thì mình sẽ mở cái gioăng cao su ra và lắp sim vào. Đó. Test cho các bạn luôn. Định vị nó chuẩn xác như thế nào. Đó. Thì để lắp được lắp sim đây, mình hướng dẫn cho các bạn cách lắp sim vào thiết bị luôn nhé. Đấy, mặt đồng các bạn hướng lên trên, nơi có chân sạc đó. Đấy, mặt đồng các bạn hướng lên trên như này giúp mình. Đấy. Các bạn ấn vào, đó, ấn nhẹ vào nó kêu tạch một cái nhá. Đó, nó sẽ sáng một cái đèn màu màu đây là màu cam nhé. Đây các bạn người nó sáng lên màu cam nhà được nhé. Đấy. À, mình đậy xong cao su vào nhé. Đó, điện thoại thì các bạn tải cho mình cái ứng dụng là ăn chip như vừa nãy mình bảo cho các bạn ạ. Đấy, bạn nào dùng iPhone thì áp vào Apple Store nhé, bạn nào dùng Samsung thì vào CH Play này. Đó, ghi ứng dụng này. Đó, các bạn ghi chúng ăn chip nhá, viết nhèo đọc nhèo các bạn viết đi thôi ạ. Đó, các bạn ấn mở này. Đó, mình sẽ xóa đi. Thì là mới đầu giao diện nó sẽ là như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn đăng nhập nhé. Đây. Đây, mới vào nó sẽ có hai cái cách đăng nhập như này, một bên là đăng nhập bằng tên người dùng và một bên là đăng nhập bằng biển số xe. Đó thì các bạn ấn vào mục đăng nhập bằng biển số xe giúp mình nha. Đó, bên này thì các bạn ở nhà cho mình. Đó, nhập cái dãy số trên thiết bị 702 702 này 842 6581. Đó. Đấy, mình sẽ bỏ cái này xuống để nhập nhé. Mật khẩu thì các bạn gõ là 123456. Đó, mật khẩu các bạn ấn 123456 nhá. Đó, còn map thì các bạn ở Việt Nam thì các bạn chọn là Google Map. Đó, sau các bạn đăng nhập vào. Đó, thì chiếc định vị X8 này nó sẽ là hình cái ô tô này nhá mọi người nhá. Đây. Hình ô tô màu đỏ này nhá. Đấy, và mình đang ở ngách 283 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Đó, định vị rất là rõ nét luôn. Độ sai số gần như là bằng 0. Đó, định vị rất là rõ nét. Đấy, và đây là thời gian để nó cập nhật nhé. Cứ 15 giây nó sẽ cập nhật một lần. Đó, đây là các bạn ấn vào đây là chọn vệ tinh. Để xem vệ tinh nhé. Đấy, nó chỉ từng nóc nhà luôn mọi người ạ. Đó. Đây mình ở nhà cái nhà có mái tôn màu xanh đấy nhá. Đó, nói chung là cái định vị này chuẩn xác hình như là, gần như là tuyệt đối mọi người nhá. Nó mẹ tinh này, đây đây là để nó chỉ đường mọi người nhá. Đó. Đó, ví dụ khi các bạn đi sang bên Keng Nam đi, đó Keng Nam các bạn ấn vào đây, đó sau đường đi các bạn chỉ là nó sẽ tự chỉ đường cho các bạn nhé, các bạn chỉ ấn đi là đi thôi. Đó. Đó. Đây là xem kiểu như vệ tinh. Đó. Đây là để nó cập nhật nhé. Đó. Còn thiết bị này có điểm rất là hay, nó có thể là ghi âm và nghe lại trực tiếp trên ứng dụng luôn. Đó. Nó đặc điểm nổi bật hơn của tất cả các loại máy định vị nghe nén trước. Đó, đây các bạn mình hướng dẫn cho các bạn luôn này. Ấn vào mục của hình cái loa này nhá. Đấy. Các bạn ấn vào bên này. Đấy, record on này. Recorder on này. Đấy, các bạn on. On này xác nhận này. Đó. Đó. Ở bên này là nó có hai chế độ, một là 1 phút một đoạn và 30 giây một đoạn. Đấy mình sẽ là 1 phút này. Còn các bạn nào thích thì các bạn lại chọn là 30 giây. Tùy các bạn thôi. Các bạn thích chọn bao nhiêu thì các bạn chọn. Đấy, đây là những cái đoạn video mình đã test cho khách trước rồi. Đó, đây mình sẽ test, mình sẽ vào thử cho các bạn luôn. Đó, đây là cái đoạn vừa nãy mình đang test cho các bạn nhé. Đấy, bên trên này. Đó, đây là những cái đoạn ghi âm mà vừa nãy mình đang nói hướng dẫn cho các bạn nhé.
Đó. Đó. Còn các bạn Có nào muốn xóa nhưng thì mà các cái bạn ấn vào thiết trên bị này. chuẩn xác Đó, nhưng các bạn mà ấn nó không Gen là xong rồi. Ấn nó xác nhận là xong mọi người nhé. Đó. Đây. Đây nó có lịch sử di chuyển này. Đó. Thiết bị này có thể xem lại lịch sử di chuyển được 3 tháng mọi người nhé. 90 ngày. Đó, thì các bạn chỉnh thôi. Đó, các bạn tích vào đây cho các bạn chọn. Đấy. Tùy các bạn chọn mà. Cái này rất đơn giản, các bạn về cho các bạn cứ mày mò nhé. Đó, đây là hàng rào điện tử này, là khoanh vùng cảnh báo mọi người nhé. Đó. Tối đa là 5.000 mét. Đó. Ví dụ là các bạn bên Thịnh Liệt đi. Đấy. Đây. Đấy, các bạn muốn khoanh vùng, ví dụ là các bạn ở khoanh vùng là chỉ ở Thịnh Liệt thôi, thì khi chiếc máy định vị này ra khỏi vùng Thịnh Liệt thì là nó sẽ báo về điện thoại cho mình. Đó. Thì mình sẽ biết được là cái xe này đi đến đâu, ra khỏi vùng cảnh báo đi những đâu. Đó, là mình có thể biết được hết mọi người nhé. Đó. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn nghe lén nhá. Thì các bạn ấn vào một cài đặt này này. Đó, admin number. Đó. Rồi thì các bạn nhập cái số điện thoại trong máy điện thoại của các bạn nhá, số điện thoại mà các bạn muốn làm chủ nhá. Thì đây mình sẽ nhập cái số điện thoại mà ở trong cái máy Samsung này của mình. Đó, mình nhập này 0981799626. Đó. Xong rồi các bạn ấn xác nhận giúp mình. Đó, xong các bạn ấn xác nhận nhé. Đó. À, các bạn thoát ra ngoài nhé. Các bạn ấn mục gọi điện thoại này. Các bạn gọi vào cái số điện thoại. Đó, số điện thoại mình lắp trong máy định vị là cái số điện thoại 0865618226 nhé. Thì mình ấn vào luôn này. 65618226. Ấn gọi này. Đó, số điện thoại làm chủ là số 262626 này. Ấn gọi này. Đấy. Thì chiếc định vị X8 này nó sẽ Bộ tự Y động tế bắt máy đề luôn. nghị người Đó, dân đeo khẩu trang các khi bạn ra xem nhé. khỏi nhà và không tụ tập đông người. Alo. Alo. Đó, do thiết bị này nó ở gần nhau nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé mọi người nhé. Alo. 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 Do hai thiết bị này ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu như vậy. Nếu mà hai thiết bị này ở xa nhau thì nó nghe lén cực kỳ rõ nét, bởi vì thiết bị định vị X8 này nó có lọc âm là 4.1, nghe lén rất là rõ mọi người nhé. Đó. Thì sử dụng một chiếc máy định vị X8 này thì nó rất là đơn giản thôi. Đó, thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng định vị nghe lén X8 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hotline trên màn hình đây, 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Đó, bạn nào ở gần Hà Nội và Sài Gòn thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship hàng toàn quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra và thử hàng đúng như video mình vừa rồi mình đã quảng cáo thì các bạn thanh toán tiền. Mà không đúng như video vừa rồi mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn tiền hoàn hàng về cho mình và không mất một đồng tiền phí ship nào cả. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.